Chào các bạn đến với kênh Go and Eat. Mình đang ở phố ẩm thực của người địa phương các bạn nhé. Ở đây có rất nhiều hàng quán bán những đồ ăn sẵn. Sabedi. Ở đây tổ lướng. Mình đi khắp Lào thì thấy là ở đâu cũng toàn tổ lướng, tổ lướng. Ở đây là món nội tạng luộc giống như ở Việt Nam mình. Đây vịt quay kiểu chuẩn Lào. Thịt rán san tam. Toàn nướng lướng thôi. Ở đây cách khu phố Tây khoảng tầm 100-200 mét thôi. Đây chắc là chuối liếp nướng à? Banana? No. Rice. Yeah. Thick rice. Hầu hết là toàn bộ các hàng quán bán đồ ăn sẵn này đều nằm ở một phía các bạn. Sao bây đi? Đuôi, đây là món đuôi bò luộc ở Việt Nam cũng khá chi phổ biến. Món này giống như kháng cố của mình thôi. Ok, mình sẽ đi một vòng trước khi mình quay lại mình chọn một món ăn các bạn nhé. Món cá lướng nhưng mà họ như là họ ướp cả muối à. Muối các bạn, đây là món cá lướng muối. Mặn ắc. Hồi đây là bán món ăn và mang về nhà ăn xong mình thấy là không có chỗ ngồi cho khách du lịch ở đây. Không có chỗ ngồi để ăn. Đây là món châu chấu. Dòng tằm này. Đây là món dế mèn. Sao vậy đi? Trong tay mình vẫn là tầm 100.000 kíp đấy ạ. Mà mình cũng như là những lần trước ấy, mình sẽ xem rằng 100.000 kíp này mà mình mua được bao nhiêu thứ. Thực ra chắc chắn là mình không ăn hết được 100.000 kíp đâu. Tại vì đây là chợ địa phương là mọi thứ nó sẽ rẻ hơn là so với những ở nơi khác. Sao bay đi? One. How much? 10,000. Món nhộng tằm này có giá là 10.000 kíp ạ. Yeah, thích. Ok. Mình mua nhón nhộng tằm này ở Việt Nam là giá 10.000 kíp, 10,000. Yeah. Same. 10.000 bạn. Very delicious. Đây món châu chấu. Đây là chắc là chè. Có chè Việt Nam mình. Đây là món giống như món hamburger của Tây đây. 5,000. 2,000. This 3,000 kip 5,000 kip. Ok. Cái này một cái là 3,000. Tôi mua hai cái là 5,000 các bạn. Mình sẽ mua hai cái. True. Tôi 35,000. Ok. Ok, mình mua 4 thứ là mình hết 35,000, khoảng tầm 100.000 từ Việt Nam. Vậy mình sẽ còn 65.000 các bạn. Mình sẽ mua thử một con này.
65.000. 65.000 các bạn. Mình quay lại cái món giống như món thắng cố các bạn ạ. Cô ơi, cái này cái gì cô ơi? Đây là món gì cô? What is this? Can I try it? Cái giống như thắng cố các bạn ạ. Ở Việt Nam nó nấu bằng gân bò. Kịp. Yes. Want to eat? Có chỗ ngồi không cô? No. Rồi mà. Ok, vậy mình mua món này 20.000 giống như món thắng cố ở Việt Nam nhưng mà chủ yếu làm gân bò mới xương ninh mới lá chanh này phải. Bây giờ mình còn 45.000 các bạn. Ai không thấy gì? Tao đi à. Ok. Ở đây không có chỗ ngồi, ở đây mình phải ra mấy cái nhờ chỗ ngồi bên này các bạn ạ. Tốt quá các bạn, sau một hồi đi tìm chỗ ngồi thì may người dân địa phương rất tốt bụng cho mình ngồi nhờ ngay chỗ cái bàn ngay trước cửa nhà họ ạ. Okay. Đây là lớp học, chắc là lớp học của cô giáo. Mình ngồi ngay trước đây, cô giáo cho mình ngồi nhờ. Bác ấy bảo rằng là trộn cái nước chấm này vào trong cái bát này, vị của cái nước này vị rất cay, rất cay. Xem cái này của họ có cay không ạ, để mình còn cho xem ăn có vừa vị không. Cũng cay ạ, chắc mình chỉ cho một ít vào thôi, mình sẽ trộn lên ạ. Ok, bây giờ mình sẽ thử các bạn nhé. Thịt mà mềm mà dẻo, ngậy ngậy. Vẫn là cái món giống như là món đuôi bò của mình và hầm dừ ấy. Ăn đang ngậy, nó quấn vào trong ạ. Và có vị như vị thuốc bắc. Ok, ở đây mình thấy rằng là đây họ nấu có con giềng này. Thêm một miếng giềng rất là to, rất to. Có sả thái vừa phải và có lá chanh. Cái bát này là 20.000 kip, khoảng tầm 55-60.000 tiền Việt mình. Hello. Could you make it? Yeah. So what is the name of the cake? Mình hỏi chắc anh không biết tiếng Anh các bạn ạ. Cái này là anh đang làm vỏ bánh ấy. Cream. Sữa tươi ạ. Không, chắc không phải sữa tươi nhưng mà chắc là sữa họ đánh lên thôi.
khi mua một số thứ và bánh bên này để ăn ấy, thì mình trong tay mình vẫn còn 35.000 kíp ấy. Trong tay mình vẫn còn 35.000 kíp ấy. Sabedi, one coconut water. Mình sẽ mua một cốc nước dừa các bạn. Có giá là 10.000 kip, right? Có giá là 10.000 kip. Khát nước quá, ăn nhiều thứ lắm, mẹ bây giờ phải uống nước thôi. Đây là bình nước dừa mà họ đã lấy ra sẵn này. Đây là cái quả dừa bé tí mà như hôm trước mình giới thiệu các bạn ở Luang Prabang. Quả dừa bé bé này. Ok. Để cho một ít bột sữa vào. Đây là bột sữa. It's a cream powder. Cream powder. Đây là bột sữa vào. Và cho một ít sữa đặc vào trong nữa. Và what is that? Salt. À, ít muối ạ. Chắc là để cho đậm vị. Chỉ cho thêm đá rồi. Đá vào một ít cùi dừa. Thank you. Đây là nước dừa. Không có nước water. Năm tạ, I don't know. Không biết là có giống cái sữa dừa của Việt Nam ở của Hải Phòng hay không? Just water. Mình xem cái món này có giống như món dừa dầm nổi đình nổi đám ở Hải Phòng không nhỉ các bạn? Rất gì quánh. Quánh. Cái món này có giá 10.000 kip ạ. Vậy là mình vẫn còn thừa 25.000 kip nữa. Thank you. Có cái túi đeo rất chì xịn nhá. Ok, vậy mình sẽ thử luôn để xem là nó giống dừa dầm ở Hải Phòng không. Can keep it. Mình không biết nói gì hơn là các bạn nên thử thôi. Ngon, ngon lắm. Nó ngọt vừa phải, có vị thơm ngậy của sữa, của bơ. Thế còn cả vị ngậy của dừa nữa. Thật ra mình ăn cái sữa dừa Hải Phòng rồi, dừa dầm Hải Phòng là cũng ngon. Nhưng mà ở đó nó ngọt quá. Thế ra mình không ăn được nhiều những cái mà có đến ngọt hoặc là ngậy. Ở đây rằng là nó ngậy vừa phải, ngọt vừa phải. Đối với mình, đối với cái khẩu vị của mình ấy, mình thấy là ok. Sao mày đi? I want to give this to your students. Yeah. Oh, thank you. Yeah. Tại sao không để mà ăn? À, cô người Việt, Thôi, cô cho. Ăn ở trường này, về đây ta học thêm. Cô dạy miễn phí ạ? Không chứ. Dạy mà lấy tiền. Bụng đưa cô ăn đâu, ăn gì. Dạ vâng. Nhưng cho thấy ở bên nào, bên Việt Nam thì cũng giống nhau, cũng vất vả luôn. Đúng rồi. Vâng. Nhưng mà giáo ở Lào cũng bằng giáo Việt Nam. Rẻ cô.
Dạ vâng. Nguyễn Du ở Hà Nội ạ? Không, ở Lào. Ở Lào cũng Nguyễn Du cơ. Có chứ. Dạ vâng. Ngày mai đi lên trường Nguyễn Du thôi. Trường cấp 1 cấp 1 được không? Hả? Trường cấp 1 được không? Cấp 1 với cấp 1. Có cơ đến cấp 3. Cấp 1, cấp 2 cơ. Lớp 10. Dạ vâng. Ở họ đây họ ở giờ học đến 10 không? Học lớp 11, 12 mình cơ. Đó là 10, gọi là 11, 12. Dạ vâng. Phổ thông cấp 1 thì nó có 5. Vâng. Cấp 2. Cấp 2 thì nó có 4. Vâng. 4 xong rồi lên kia là 3. Nhưng mà cái độ nặng của nó cũng bằng 12 lớp như mình đúng không cô? Cái chương trình của họ ấy. Cũng chẳng bằng đâu, nhưng mà lớp 1 ở đây người ta cũng biết cộng, có nhớ thì biết để hàng chục nhớ nhân hàng chục. Dạ vâng. Thế à, bị... chưa lên bao giờ à? Cháu vừa mới đặt chân xuống Viên Chăng xong. Dạ vâng. Cháu đi rồi, vàng viên cháu đi luôn vào vàng viên xong về đây. Dạ vâng. Cháu đi sửa xiên khoảng á. Mà chụp mấy cái này khác chưa? Cháu chưa, chắc phải để mai được. Mai đi hai vâng. Chỗ là luôn được. Dạ vâng. Gần nhau không sao. Vâng. Bác là gì là vô gia cư. Đấy hả? Vâng. Đây là vợ bác đó. Vất vả không? Ở Việt Nam mình Lào nhiều người vất vả đấy. Được vâng. Có chị ở nhà tập thể ở chỗ này chơi chơi giỏi chứ vâng. Ở chỗ phố Huế rồi. Phố Huế. Có cháu sang đây cơ. Thế bên này mình Việt Nam nhiều mà thấy ngày ra đi dọc cái đường kia thấy là đủ các ngân hàng ở Việt Nam mình, Vietcombank, Vietinbank, Sacombank với Sài Gòn, Hà Nội đấy, nhiều lắm. Cái này Hà Đô. Dạ vâng. Hà Đô. Hà Đô, vâng. Ở Hà Nội cũng có. Dạ vâng. Cháu nữa hả? Dạ vâng. Tên là Thanh. Dạ vâng. Ở Lào thì không đắt đâu, ăn uống không đắt hả? Ờ, cháu thấy đắt hơn ở Hà Nội. Dạ vâng. Hay là cháu nghĩ là hay là nếu mà vào những khu chợ này thì thấy là nó chỉ ngang Hà Nội một tí thôi hoặc là hơn một tí thôi, nhưng mà có thể là mình khách du lịch có thể là họ chặt chém hoặc là không chém giống nhau vào mà... hai chục ngàn giống nhau cái đâu chém không giống Việt Nam giao bén. Vâng, nó bén hơn. Bén lắm, năm nó vâng. Về là các ông kia trời ơi sao được cô biết mà tiếng Việt là giao bén chứ. Các cổ của cháu vừa sắp đứt hết rồi cần gì nữa. Đúng rồi cậu. Nên là cháu muốn tìm những cái làm mà nó ăn bình dân, tìm hiểu cuộc sống của người dân đấy, chứ cháu không thích vào những cái nơi kia. Cũng có sau này cũng có này, cơm đĩa. Được rồi. Mình ăn được hai món này, một món là hai món này, được ba vâng. Món. Cũng 12.000 kíp. 12.000 kíp vâng. 12.000. 12.000 kíp tính ra là mình khoảng tầm 30.000 tiền Việt thôi. Đó. 30. Thế vâng. Thì bằng ở Hà Nội đúng không? Thế vâng. 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 Nhưng hôm qua cháu ở chỗ Vàng Viêng ấy, cháu mua cái lọ thuốc nhỏ mắt ấy. Có biết không? Mà cái loại đấy cháu mua ở Hà Nội khoảng tầm 2.000 thôi. Ở đây họ bán 27.000. 27.000 tiền Việt đấy cậu. Tức là 9.000 kíp thì bằng gần 27.000 của mình đấy cậu. Ừ. Là người Việt mình bán đấy cậu nhá. Người Việt mình bán cho người Việt mình luôn đấy. Người Việt đó hả? Ừ. Vâng. Cháu thấy thế là Việt nghe đấy. Dạ. Cháu đi thuê cái xe đạp thì gặp phải người Việt thì họ lấy 20.000 thôi, nhưng mà ở ngoài thì họ lấy 30.000. Ừ. Thì đấy cháu vừa ít nhất rằng là một ngày đấy, cái xe đạp địa hình ấy thì nó đắt hơn đấy. Thì ở đâu là ngoài 30 đến cháu 20 thì cháu nghĩ thế thì người Việt với nhau thì nó còn hợp lý. Đây là cái lọ thuốc nhỏ mắt đó, cô tưởng 9.000 10.000 kiếm một lọ thuốc nhỏ mắt mà chứ ở bên Hà Nội mình có 2.000 đồng một lọ ấy, 2.000 đồng ấy, tức là tính ra vâng 2.000 đồng nữa. Bên này bán 9-10.000 tức là khoảng tầm 27.000 kiếm, 27.000 đồng, tức là đắt gấp 13-14 lần. Việt Nam giỏi. Sang đây vâng. Nhưng các bạn là người Lào họ cũng thật, nhưng mà họ vâng, lành hiền nhá. Vâng. Người hiền lắm. Vâng. Người hiền. Họ lành thôi nhỉ. Rồi hiền lắm. Người Việt mình thật ở xa quê sang đây vẫn còn vâng. Người Việt sang đây nhưng mà người ta chăm làm. Dạ vâng. Dư được 200-300 đô để một tháng ạ. Một tháng ạ. Đó là dư thôi đấy. Vâng. Nghệ. Đó là người bán hàng như này. Không, người đó xe đạp mà bán đồ mua. Bán hàng rong ấy cô. Bán món thôi, món này. Mà một tháng họ cũng dư được 200-300 đô cơ. Ừ, 200-300 đô về nhà. Đó, vâng. Như vậy gọi là mà bán cái gì? Cái xe đạp rồi bỏ cái gì? Đậu á. Đậu rồi bỏ đường, xong rồi bỏ cái gì? Gừng. Đậu giờ Việt Nam gọi là tàu phớ. Tàu phớ. Đó, vâng. Đậu là đây là cái chè tàu xuân. Vâng. Đúng.
Thế ở đây dân họ sống yên bình lành mà chắc đi đường không thấy có một cái tiếng còi xe nào cả. Họ chả là họ bốc còi cơ. Năm 1984 cô về tham quan. Vâng. Trường những người về tham quan trời ơi còi thế đi đến Hạ Long, vịnh Hạ Long mất hết. Hôm trước cháu ở chỗ Luông không Siêng Khoảng. Siêng Khoảng ạ. Cháu đi dọc đường cả ngày chả ai bốc còi, tự dưng bốc còi sau hóa ra quay hay lại hai ông Việt Nam. Đi cái chung không, cánh đồng chung không? Cháu có. Dạ vâng. Cháu đi Siêng Khoảng chứ đi cánh đồng chung không ạ? Dạ vâng. Cảm ơn. Cháu xin phép cô ạ. Cảm ơn cô ạ. Ở đây có một quán bia, nhưng bên cạnh đấy có một cái trò bi sắt giống như ở trên dân tộc mình ấy các bạn ạ. Trò lóng bi sắt. Hoặc là lém quang quay như ở Tây Bắc Việt Nam mình. Đây là trò SEA Games năm nước Lào đăng cai các bạn ạ. Mình vẫn nhớ. Wow, very cool. No. Vietnamese. Ah, Vietnamese. Oh. Sinh nhật quá lớn. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mai năm mới. Chú là người Việt hả chú? Chú là người Việt hả? Không. Chú là người Lào? Không Việt. Dạ. Không biết. Không biết. Người Việt ạ. Dạ vâng. Người Việt này là Bắc Thắng nhỉ. Chào chú ạ. Bác chú. Chú có vẻ cái trò bi sắt này là trước là tổ chức SEA Games ở Lào, họ tổ chức đúng không? Không. Chú là chơi không đẹp không tốt. Đó. Chú chạy từ đây đấy. Thằng Nga đi à, xong rồi đây bớt xong rồi. Thưa chú là nói tiếng Việt là không tốt lắm. Không giỏi. Không giỏi. Uống bia không? Cháu không ạ, cháu no ạ, cháu cảm ơn ạ. Mình không biết vì sao nhưng mà vừa chú hỏi rằng là mình có phải người Trung Quốc không thì mình quay ra mình bảo không phải, nhưng mà mình bảo người Việt Nam thì chú bắt tay. Ở tỉnh nào? Cháu ở Hà Nội ạ. Dạ vâng ạ. Hà Nội là thủ đô Việt Nam ạ. Thủ đô ạ. Chú đi nhiều lần rồi. Dạ vâng, chú đến Hà Nội rất nhiều đúng không? Đi xe. Vâng. Đi du lịch. Dạ vâng. Kiên lại bảo lại tiền biển. Tiền kim tám rồi đấy. Mình không biết cái luật chơi của cái trò này. Phải quay cho các bạn tiêu khiển thôi. Uống rượu là say đó. Là mà uống rượu say ấy. Cháu xin phép đi chú ạ, cháu đi ạ. Cảm ơn. Chúc mừng năm mới ạ. Chào chú ạ. Dạ mà chào chú ạ. Cảm ơn.